xin chào khán giả của chương trình Bình Minh Cao Nguyên. Thưa quý vị và các bạn, Tây Nguyên của chúng ta là một vùng đất có núi non hùng vĩ bạt ngàn. Và nơi đây không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp mà còn thu hút khách du lịch bởi những món ăn luôn đậm đà bản sắc dân tộc và luôn tạo nên một nét riêng cho nơi đây. Từ ngày hôm nay thì Bảo Yến xin mời quý vị cùng khám phá những món ăn mang đậm đà bản sắc như vậy quý vị nha. Ai đã đến Tây Nguyên nắng gió chắc chắn sẽ bị cuốn hút bởi vô vàn đặc sản nơi đây. Từ thịt rừng thơm ngon đến các món ăn cây nhà lá vườn dân dã như trứng gà rừng nướng, khoai lang nướng. Cơm lam được chế biến từ nguyên liệu chính là gạo nếp hương, không nướng trực tiếp trên lửa mà vùi dưới lớp tro của than hồng cho tới khi ống lam chuyển sang màu vàng ú cháy xém. Món ăn dân dã này bao đời nay đã khiến du khách say mê. Ngay từ cái tên, gà sa lửa đã khiến du khách cảm thấy rạp rừng. Gà được chọn từ những giống gà nuôi của đồng bào dân tộc thiểu số hoặc gà rừng do có thịt dai, ngọt và thơm. Đây là món ăn có sức quyến rũ mãnh liệt với du khách khi đặt chân đến vùng đất Tây Nguyên. Hiếm có thứ thịt nào đạt được độ mềm, đậm đà và ngọt như thịt nai. Ngoài ra, món ăn được chế biến từ nguyên liệu không phổ biến này cũng rất phong phú như là nướng, xào lăn hay nhúng chấm. Dạ, chào chị Hồng Nhung. Chị ơi, nãy giờ em nhìn qua những món ăn này thì em thấy rất là hấp dẫn và bắt mắt. Thì chị có thể giới thiệu cho em sơ qua về những món này không chị? Dạ chị, đây là cơm đi rừng của người bản địa. Ở đây á, là mình gồm có gạo. Gạo đây là người đồng bào người ta trồng trên nương. Rồi xong rồi em nấu lên, rồi em vắt tròn lại. Còn ở đây là thịt muối cờ ho của người đồng bào cờ ho. Còn đây là thịt trâu hun khói. Và đây cũng có thêm một cái nho nhỏ nữa là ớt chiên, rồi đậu phộng thì em kho lên cho nó có hơi có vị ngon một chút. Rồi còn ở đây á, là cơm lam. Dạ. Thì ở đây cũng là gạo của người đồng bào trồng trên nương. Xong rồi em bỏ vô ống tre, rồi em đổ nước vô rồi nướng lên. Rồi đây là gà. Gà này là gà ta thả trong rừng. Chị ơi, vậy cái món cơm lam này mình sử dụng như thế nào vậy chị? Cái này thì mình tách ống tre ra, xong rồi mình lấy muỗng, mình sắn một ít, rồi mình ăn, mình cứ ăn ít ít, mình chấm với muối đậu. Dạ. Dạ. Vâng, thưa quý vị và các bạn, hạt cơm rất là dẻo, thịt nướng thì rất là thơm và đậm đà. Một lần nữa Bảo Yến xin cảm ơn chị Hồng Nhung. Và nếu như có dịp đến tỉnh Lâm Đồng và đặc biệt là đến làng Cù Lần thì quý vị hãy dừng chân đến đây để thưởng thức những món ăn đậm đà bản sắc của dân tộc quý vị nhé.